Bây giờ trong tay mình có một bịch tiền lẻ, thì mình đi vô chỗ chợ mình đổi, mình bỏ vô máy mình đổi thử coi một cái bịch này mình đổi được bao nhiêu tiền nha. Nó nặng lắm, cầm một tay không nổi luôn. Ok, giờ mình đi vô đổi nha. Để mình đổi thử bao nhiêu đây, thử đổi ra được bao nhiêu nha. Nặng, mình cầm lên không nổi. Còn ở đây là cái máy đổi tiền. Ok, để mình bắt đầu nha. Coi coi, để mình cái máy là cái máy bỏ tiền đây nè. Vì mình bỏ tiền vô đây nặng, cầm một tay không nổi luôn. Tử cái bọc mình nổi được bao nhiêu. Bây giờ mình bỏ tiền vô. Giờ được 18 là mấy nè. Vừa chạy bên đó mình làm cái nó rớt xuống, rớt xuống mình đụng bỏ lên. Dựng lên cái sáng nữa rồi. Cùng luôn, mình bỏ vô hết.
tổng cộng là 119 đồng lẻ 3 sen. Rồi xong hết nha. Giờ nó hết chạy rồi đó. Giờ mình bấm là xong rồi đó. Bấm xong đây nè. Rồi nó sẽ in cho mình cái tờ giấy này tiếp để mình đi lấy tiền. Mà nó chạc mình in là 17% đó. Please wait for printing to finish. Để nó in mình cái tờ giấy. Tổng cộng hết là 19 đồng lẻ 3 sen. Nhưng mà nó lấy tiền nó chạc mình đó là 15 đồng 89 sen này. Mắc ha. Cái này làm biến điếm cho nên mình đều lên đổi nha, nó tiện lợi. Ok, giờ mình chỉ cho mọi người cái cách đổi tiền lẻ bên Mỹ đi ra xa có máy nó lấy đàng hoàng. Cảm ơn mọi người, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Bye bye. Xong rồi mình lại đi. Mình đi lại đây là mình lấy tiền nha. Is anybody work over there? Hello. Tiền rồi nhé, tiền rồi. Đi về. Bye bye, chào cô chú anh chị, chào các bạn.